Đâu rồi, cái đuôi đâu rồi? Mất cái đuôi rồi, đâu má câu đâu cầm đuôi được nữa. Cái đuôi đâu? Làm gì mà cái chuột tròn ẩm vậy, cái đuôi đâu rồi? Hả? Nè. Nhưng mà chưa quét đất cát không ha, moi đất ra cùng nhà, đem cái đầu trà chân vô trong kia cho nó trống. Đây mới nắm cái đuôi mới được. Cái chân lát mà nó bể bụng là đứng lên nè, cao không? Ngập ú. Ừ.